Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi mà yêu thương được cỡ nào tôi bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Để đồ đây này. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái bên kia nghe luôn nha. Xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Và chào khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Thái Mẫn. Em năm nay 31 tuổi. Và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương. Rồi bây giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Quỳnh Linh xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý. Mọi người hay gọi em là Cao Quý. Em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ điểm yếu của em là hay nóng tính và em hay tập trung vào công việc nhiều quá. Đôi khi là bị mất công bằng trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ, là em có nụ cười đẹp. Nụ cười tỏa nắng. Thế nên là em rất là hay cười. Nụ cười tỏa nắng. Dạ em rất là hay cười. Nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Em thích nấu ăn, thích trồng rau và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu rồi cũng có khả năng làm MC vừa. Điểm mạnh chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ. Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Nhưng cụ thể em làm cái gì Cao Quý? Em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Dạ anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là qua anh giọt qua. Xây nhà thích lắm. Em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Em học mấy nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ hai cái luôn. Đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh đó. Ở Anh ở châu Âu đó. Tôi cũng mới đi châu Âu về cái xứ sở mà có 7 độ đó. Tôi mới đi châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Bây giờ đó, em không thích điều gì đàn ông nè, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á thì em thích người đàn ông nói ít, em không thích người đàn ông nói nhiều. Người nói ít lắm. Dạ. Trên giảng đường nói mệt quá, về nhà chắc không nói nữa đâu. Một người có chiều sâu và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Thôi rồi. Có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn có, tại vì em hồi xưa ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao và người phương Tây cao lắm. Đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Mẫu hình lý tưởng của em như thế nào hả Cao Quý? Phải cao hơn em. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi, cỡ nào khi mà yêu thương được cỡ nào tôi bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ, không có hói. Không có hói. Không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Da ngâm ngâm thì lại càng càng tốt. Anh hay nhấn mạnh câu gì? Người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích thói. Phải nói ghét của nào trời trao của đó. Thì không vậy? Thiệt đó. Nói gì dạ, chào cô. Dạ, dạ. Chào gì chào? Gì? Tôi chưa cho qua đời trai tôi qua chào tôi gì? Cứ muốn gặp mà. Tiến sĩ phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá. Rồi vậy thì bây giờ dạ, em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai cũng thích. Ủa tôi hỏi sao mà trời ơi, tôi hỏi kệ tôi đi. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên.
Tại vì họ quan điểm rằng á, là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Bây giờ ta nói câu là gì? Người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Đó là xưa rồi. Đúng không? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình. Vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, chỉ tầm có vài tháng thôi, thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó, ở bên Anh tiếp. Bên Anh. Bạn nói thì biết rằng em đi nên bạn nói cũng không có không chờ đợi nữa, không, không chờ đợi tình tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó, thực sự nói chuyện thì tao thấy lo rất học là quá, tao lo sự nghiệp quá, thành ra là ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình rồi cao quý? Dạ, em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. Lý do sao chia tay? Người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do, mà chia tay tới tất cả bạn lý do. Thì cũng có một số lý do. Cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ, em sẽ đi rất là nhiều. Em cũng hơi ghen quá. Mình ràng buộc nhiều quá. Tại sao lại cứ hay hỏi lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta đâu. Lý do để chi mình biết khắc phục cho cái mối tình này nè, nó tốt hơn. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Cao quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, cùng đang ở chung với em. Hai vợ em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Bé em đúng không? Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Chị là một người có cá tính, gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà hay là một người phụ nữ của gia đình á. Và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là sâu rộng. Ngoại hình anh đẹp trai nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á thì... Đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, dễ khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi, gắn rồi vô hết rồi. Rồi, Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Mà có một chút chia sẻ ở đây rằng gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn á, thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Thì anh ấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại. Nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Em tự tin là em biết cách lúc nào mà em có thể là người hiện đại và em có thể là một người phụ nữ của gia đình. Rồi bây giờ thôi, mở cái hàng rào ra đi, để chị nó mệt, nó chật chội quá. Mở rào. Nhìn nhau đi nào. Wow. Dạ. Wow, Mẫn wow. Anh có cái tai nghe thì em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi, để anh chia sẻ cho nhiều hơn. Và đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh. Và cũng anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Thì trước đây em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xe sống riêng một mình? Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu, em không hiểu sao tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó. Nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với, là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoảng đó. Giờ em rất được lòng những người lớn. Với em á, khi mà quen một người á, thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi ra được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Nhưng mà phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết. Phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng
Và em cũng như vậy, em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng. Thực sự ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm cái đó. Cái thứ hai nữa là anh có một cái chung với anh, nó là sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận, trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đứng lên, hãy đứng lên. Em hơi run một tí vậy. Đừng có run, qua anh bên đây nè. Đứng tới đi, tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này gái là bắt tay anh. Không phải bắt tay. Không phải nắm vậy. Đây nè, nắm này là hai tay đó. Dạ. Nhìn thẳng vào mắt cô gái đó. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào. Ờ, đây em hát trước ha. Mình thoải mái đi, anh hơi gồng quá. Dạ. Tự nhiên em đã quên lời cái đầu tiên. Dạ, nói lời thật lòng được không? Thay để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều điểm tương đồng với anh. Em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì Văn Phạm anh hơi bị rung quá. À, rồi hát đi tôi quý hát đi Quý. Hát xong nó còn rung nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Ok, rồi, sao lại sống ở đây? Em xin gửi đến mọi người ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Đường đi khó... xin lỗi. có một sự rung nhẹ. Thôi, nói chung là điện chạm điện rồi, có một sự... Rồi, thôi được rồi. Thích thì chúng ta bấm nút. Không thích, chúng ta đừng bấm nút. 1 2 3 Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có em bấm hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm như hồi nào quá. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nàng một cái. Nào, xỉu cũng hôn nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không? Nè, anh nói mà nghe chưa gì mới. Em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Dễ chừng quá. Cố gắng lên nha tiến sĩ Mẫn. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tế nhị tính nói mà sợ. Để đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợp quá mà không thích. Thôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi đây rờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày ngon lành. Rồi xin mời nhà gái. Rồi chào kinh. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. Công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh. Rồi, xin chào chị Hồng Vân, xin chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi. Quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi em. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình nói cho bạn trai nghe. Ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Chỉ nhìn nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào thì kiểu như là sẽ đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, cái đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mớ gì tự ti? Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân. Nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục, kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. Là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn, em vẫn còn
cũng còn đâu đó gần tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị sao? Chị sao? Trời ơi, Phật nó gì nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nha. Dạ em cảm ơn chị. Mình phải tự tin lên, em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Dạ. Mẹ trai, em nói ưu điểm khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ. Và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhạt nhiều. Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất là tốt. Em sống một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự đó, rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với căn hộ riêng nhỏ. À dạ. Yeah. Nói rồi là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ, dạ chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ mua rồi nhưng chưa xây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ. Đúng không? Em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó. Nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái móc miếp cũng đúng ý em. Móc miếp dễ thương đúng không? Dạ, móc miếp tròn tròn nào cũng đẹp hết. Em khoái móc miếp. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đo xấu tính đói anh Linh. Đói bụng quá đó, mình ăn uống mình không có kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn á, sạch hay sẽ không chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À, yeah. Thiệt. Để tôi qua tôi coi xứng sao. À. Chào anh ạ. Chào em gái. Mặc phu thê không? Phu thê hả? Ừ. Yeah. Thiệt. Được. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Này không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền không bao giờ vũ phu rồi đó. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em, một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Em thích một người đàn ông là thiên về gia đình và sống tình cảm. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi. Nên nếu có thì đi với... Dạ. Thể thao có không? Thể thao em có hết sơ đơn. Rồi, vậy tốt rồi. Đúng em không? Chỉ có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. Dạ, cái này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti. Dạ. Đừng có tự ti, dạ. Tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là, chị khẳng định với em là những gì em đang có là em phải tự tin. Đúng thì. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ em nói về cái... đường tình duyên á. Đúng rồi. Đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mức độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có. Chưa có tình yêu, có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không, thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008, đầu 2009. À, vậy. Có 6 cái tháng rồi ngưng. Bạn có mối tình mừng nào không? Chưa? À, dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường rồi. Nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không? Dạ. Rồi khỏe luôn. Hai này hợp ghê. Hợp. Cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Khẳng định luôn là hung dữ. Dạ. Không hung dữ, không hung này dữ nhìn vậy là không hung dữ rồi. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện. Không nhiều chuyện luôn. Đây tôi trả lời em đang nói không thích. Rồi không thích gì nữa không? Không thích cái này tới nhị tính nói mà sợ. Kệ, đâu sao đâu, không thích mình cứ nói đi. Để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá em thích. Thôi đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi lây trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Mà chân mày ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Nhưng mà giờ em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải như thế nào? Thì mấp miếp, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng dị hiền lành. Chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có dạ, dương ơn, luôn dạ, 101 dạ luôn nè. Khoan đã, cho hỏi đàn trai tôi cái dạ nè. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích nhưng mày lợt là sao? Dạ giống như kiểu mà không có được lãng mạn á. Ủa, nhưng mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn. Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ nhưng mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không có, không dám đâu. Dạ hay suy nghĩ phụ nữ là chương ngày lợt thì không có, không có gì, không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm chứ. Nó kể tới đi, nó kể tới đi. Phụ nữ tôi coi trước thôi, không lợt đâu nha, đậm á. Thôi được thôi. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Thôi chào bạn. Dạ chị xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng chào tất cả quý vị ở đây. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Hạnh là một người là trong chuyện tình cảm á. Bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn, hơi ngố một xíu nữa. Thì
Còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì Lệ thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm bấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó. À. Y chang luôn. Giống luôn ha. Hy vọng sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Rồi, đàn trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan. Em xin chào anh Việt Linh và xin chào chị Hồng Linh. Đây, bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương. Dễ thương. Nói chuyện chị? Nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. Đó, đúng rồi, cảm ơn chị. Rồi. Rồi, bây giờ mở rào nghe. Cười, gặp cái là cười vui vẻ liền. Tới luôn, tới luôn. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân như đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Đó, quá trời đẹp rồi. Cảm ơn. Rồi mở món quà ra coi lại gì. Đưa hoa chị cất vô. Món quà này là nước hoa. Em sẽ dùng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách đáng nhân tâm. Anh cũng thích đọc mấy cái này. Tại vì anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em cũng nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Dạ có ạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì. Cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này. Đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường. Ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu. Đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi. Nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Thơ tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Người đọc người mở quà. Bây giờ em thích nghe gì anh hát cho em nghe tặng chứ. Dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á. Còn em thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca vậy anh cũng dạ, vậy nhưng mà giọng à? Cổ thì số một hơn. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao giờ. Không cánh, không xa, không đợi, không chờ. Làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích. Càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây. Chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư. Gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại một bài đi. Thử xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là sao, mọi người anh hát bù qua bù lại cũng được sao. Dạ. Em hát một bài, một đoạn trong bài Cảm ơn tình yêu ạ. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mưa, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Cảm ơn. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, anh thấy em thì hợp với anh. Dạ. Hơi mất mép, hiền lành. Dạ. Dễ thương, anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nó nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em anh nói cho em để em hiểu yên tâm gì đó luôn. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi. Chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì trong năm nay luôn. Dạ, ba mẹ okay. Em thì cũng hay hối em. Nói chung em là hợp với anh thấy rất là ok á, anh sẽ bấm nút á. Nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Trái tim của bạn trai thế nào nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Dạ, thì anh em đánh giá thế nào về bộ chân mày? Chính xác, nhìn đi, nhìn thôi cái đi. Chân mày đi. Chân mày em có trang điểm, chân mày người ta có trang điểm gì đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là
mình không có nên quan trọng vấn đề người đang nói về vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up nó ra, chân mày nó lật nhách thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu vậy. Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy em đẹp theo ý anh được á. Trong em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Em cảm nhận thấy nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. À, người để mình có thể tin tưởng được. Rồi, anh cảm ơn. Dạ. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó, còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Chứ thật sự ra là hợp rồi. Rồi, về ghế không bấm. Còn gì để nói nữa nào, rồi. Nào thích bấm nút anh luôn. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, không chờ đợi gì cả. Đó, rồi xong đó. Bấm rồi. Còn bấm luôn rồi thôi rồi tôi rồi khỏi luôn, bấm luôn. Xong luôn. Cho nó ngọt. Đó. Thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Dạ, anh luôn. Xin. Đúng rồi. Đó, dễ nhẹ nhàng cái nào. Ra. Lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng vô. Đó, một tay. Lâu lâu chút. Dạ được. Có duyên có phận nó vậy đó, nhanh lắm. Dạ. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau đó. Rồi. Dạ. Cưới vợ là cưới liền tay nha. Trong năm nay á. Trong là năm nay. Nhất liền. Bây giờ này 31, 38 rồi. Đúng dạ. Rồi. Đúng không? À. Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi. À, con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay. Con hứa sao? Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của? À, dạ con chào hai bác ạ. À, hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ trao nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Hai đứa sớm sớm thông báo tin vui chương trình nha. Dạ. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó.